những nhà đầu tư. Họ là ai? Triết lý của tôi chỉ thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người xung quanh mình hạnh phúc. Nếu không có khởi nghiệp thì sẽ không bao giờ có khởi nghiệp thành công. Khi mình nói về công ty khởi nghiệp, cái từ đầu tiên mà Linh nghĩ tới là đau. Nhưng nó rất là đáng. Nó giống như là mình làm người mẹ vậy đó. Tức là đau, đáng và không bao giờ đánh đổi. Chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tôi luôn tìm kiếm những ý tưởng công nghệ đột phá phục vụ cuộc sống hàng ngày của cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Cũng giống như Sandland, chúng tôi luôn luôn tìm ra những cách nhìn mới để mang lại tài sản thực, giá trị thực cho mọi đối tác và khách hàng. Để khởi nghiệp thành công thì theo tôi cần cù thôi chưa đủ. Muốn làm chủ phải tinh khôn. Trước hết là tôi chúc mừng tất cả các bạn startup đã vượt qua hàng trăm thí sinh khác để có mặt ở trên sóng truyền hình của Shark Tank mùa đầu tiên. Đó là một niềm tự hào và là một thành công của tất cả các bạn. Ban đầu tư alo để đi làm đi thì nhiều bạn còn bận hơn cả Shark. Tức là bị các cá mập bị đuổi về. Nếu nói khả năng có thể phát triển lớn thì có cái 5S. Khi anh Phú sang Úc, sang Mỹ, anh xem mấy cái mô hình rửa xe bikini. Cái em Flick mà đầu tư xong anh có chuyển hộ khẩu vào Sài Gòn không? À cái đấy không liên quan, cái vụ mà tôi định chuyển hộ khẩu thì anh lại cướp mất của tôi rồi. Facebook của mình cũng đã tăng lên khá nhiều người. Thế mà trong xác mình này có ông bảo là may mà tôi không xài Facebook. Thực ra là có đúng không? Nhưng mình chưa dám lộ diện. Cũng có một số cái thấy cảm thấy mất tự do. Mới đàng hoàng hơn. Đàng hoàng hơn. Kể cả những việc không đàng hoàng. Từng người đàng hoàng mà. Đàng hoàng làm mọi việc đều phải đàng hoàng, kể cả những việc không đàng hoàng. Đá quả đẹp cũng văng tục, đá quả xấu cũng văng tục. Mình với gia đình, với con cái thì nhiều khi rất ít giao tiếp. Thế thì khi mình tham gia chương trình này thì con nó mới hiểu bố làm gì. Thì có mấy đứa bạn gái của con trai mình ấy, bây giờ nó xin mình đầu tư, nếu như mà thất bại thì nó xin về làm con dâu. Các cái dự án đầu tư thì qua cái quá trình đi làm due diligence vừa rồi ấy, thì liệu cái tỷ lệ ở Việt Nam mà xuống tiền ấy nó có cao hơn của Mỹ không? Hay nó xem hay nó như nào? Linh cảm nhận như nào? Hiện tại thì Linh còn đang nói chuyện với các công ty. Hiện tại mình cũng chưa quyết định chính xác. Nhưng mình thấy là khả năng cao là mình sẽ đạt được đa số những công ty mà đã đầu tư vào. Hưng thì có nói là chia các cái dự án ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là sau khi truyền hình xong gặp cái là thấy thua luôn, tức là nó khác hoàn toàn so với lại trên thực tế. Đấy, nhóm thứ hai thì là nó đầu tư nó hơi thiên thần chút, tức là cũng không cần các bạn phải có số liệu có gì cả nhưng mà thấy nó hay và cái số tiền đầu tư nó cũng nhỏ thôi. Thế và nhóm thứ ba thì là cái nhóm mà đầu tư số tiền lớn và phải làm kỹ. Đấy, thế nhưng mà qua quá trình làm due diligence thì tôi có thêm nhóm thứ tư nữa. Nhóm thứ tư là chưa đến thì startup bảo là thôi, có khi thôi em cũng không cần anh phải đầu tư đâu. Đấy thì có cái nhóm đấy đúng không anh Phú? Tức là bị các cá mập bị đuổi về. Thấy các bạn khi mà mình ban đầu tư alo để đi làm due diligence thì nhiều bạn còn bận hơn cả Shark. Về cơ bản ấy, mình đã due diligence với một số các bạn thì đúng như Vương nói là có một trường hợp là xin tạm hoãn. chắc là cái trường hợp mà về hỏi ý kiến chủ tịch, xong rồi chủ tịch có ý kiến khác đúng không? Chủ tịch có chỉ đạo khác. Mấy cái deal mà anh em mình làm ấy thì đi thì support các bạn nhiều nhất là phải về cái hệ thống sổ sách đúng không? Thì đấy là chủ yếu và xây dựng phương án kinh doanh. Và thậm chí còn phải đưa người vào để làm giúp các bạn luôn. Hỗ trợ. Làm cả về quá khứ ấy. Không, Linh nghĩ là bắt đầu ngay lúc này là không. Mình không cần, đừng có lo về quá khứ. Tại vì như vậy nó quá nhiều để tính, mình không thể làm nổi. Đúng rồi. Thì cứ tin là họ đã làm tốt đi. Và họ có khả năng để đi trong tương lai. Thì bây giờ mình tính là bây giờ lúc này là không đi. Cái em Flick mà đầu tư thì sau đấy xong là như thế nào? Xong rồi là làm due diligence rồi thì phần trăm ông Hưng, ông Phú chia nhau thế nào? À cái đấy thì vì vấn đề công nghệ thì ông Phú cũng rất quan tâm.
Vì thường là ông không hiểu gì thì ông hay thích đầu tư để tìm hiểu. Để tìm hiểu. Cái đấy thì tôi sẽ lead. Tôi sẽ giữ 30%, anh Phú 15%. Và để tôi sẽ đầu tư xong tôi sẽ giải thích cho ông Phú hiểu là nó sẽ hoạt động như thế nào. Nhưng mà xong rồi đầu tư xong anh có chuyển hộ khẩu vào Sài Gòn không? À cái đấy không liên quan, cái vụ mà tôi định chuyển hộ khẩu thì anh này cướp mất của tôi rồi. Em muốn em có cả hai anh một lúc à? Nếu được hai thì tại sao không? Thì bọn anh đầu tư cho em 3 tỷ thì nắm là 45%. Ok. Em chấp nhận. Chấp nhận. Ok, yeah. Chúc mừng hai sát. Chúc mừng em. Cái deal mà Linh thấy hay nhất nhưng mà Linh lại không đầu tư. Thì Linh chọn cái nào? Gần đây Linh cũng đang tính là dời văn phòng và cũng có thể dời nhà. Thì tính gọi vòng vòng coi có ai giới thiệu được nhà hoặc là giới thiệu được một người agent. Nhưng sau đây mới nhớ lại là cruising. Thì offer nhưng không đầu tư. Offer nhưng không đầu tư được. Không đầu tư được. Dạ. Những hình này là em phải tự vào và chụp giùm họ chứ? Dạ, tất cả tụi em làm. Thế chủ nhà phải trả phí trước? Dạ không ạ. Hiện tại là đang free. Dạ, tụi em có một đội để đi làm về. Chị đề nghị là 300 ngàn cho 40%. Em mong là anh chị có thể suy nghĩ lại. 300 ngàn cho 20%. Số lượng đó đối với chị là quá nhỏ. Dạ vâng. Thì vì vậy chị quyết định không đầu tư. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Với số tiền này 300 ngàn cho 30%. Làm cho là 7 tỷ cho 30%. Em rất là cảm ơn lời đề nghị của anh. Nhưng mà chắc là em sẽ từ chối. Thì Linh có lên trang web của họ và cũng có liên hệ với họ và bây giờ đang làm việc với họ để đang tìm nhà. Tức là trở thành khách hàng. Trở thành khách hàng và thấy là họ rất là tiềm năng. Các bạn ấy họ rất là hiểu về thị trường và không chỉ phải là những người sáng lập và những tất cả những nhân viên của họ cũng rất là hiểu và rất là hay, giỏi. Anh Phú thì thích cái nào nhất? Nếu nói cái khả năng có thể phát triển lớn thì có cái 5S. Là cái nếu như nó làm tốt thì nó được có khả năng. Đó là cái anh có đầu tư đúng không? Có. Không, cái điều đấy cũng hay, tôi cho là cái điều đấy cũng hay. Nó cũng từ đầu tiên là offer mỗi cái rửa xe. Thế cuối cùng là chúng ta sáp nhập cả cái vấn đề hệ thống sản xuất ra cái thiết bị. Sau một tiếng đồng hồ trình bày thì bắt đầu chúng ta lại uống nước xong chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Là điều lại từ đầu. Đấy. Nhưng mà cuối cùng thì quan trọng nhất nó lại thành công. Cái này có khi anh Phú sang Úc hay sang Mỹ anh xem mấy cái mô hình rửa xe bikini. Có đúng không? Xe bikini hay lắm. Nói nghe đến đã đau bụng rồi. Đấy là cái về mặt quy mô, nhưng về mặt con người thì mình thể thấy tự tin nhất ở cái cô bé mà làm du lịch tình nguyện. Thì cái đấy là cái mà có hai cái ấn tượng. Cái dự án mà lên trời gọi mưa là đấy thì như bác đấy là nó chỉ có thiên về ý tưởng thôi. Bác là nhà khoa học mà. Đến trình bày bác đến hai bao tải chỉ có mỗi bằng sáng chế. Xin chào sát kính mến. Trong này tôi có 10 cái bằng sáng chế và một số báo chí muốn gửi cho các sát tham khảo. Nhưng mà nó lại quá xa. Để có thể để hiện thực hóa nó. Hiện thực hóa nó. Anh Phú nếu mà để cho chọn một cái mà tiếc nhất mà không đầu tư được trong cả cái mùa 1 thì theo anh tiếc nhất cái nào? Cái Park Mi ấy. Thì mình nghĩ rằng mình hơi tiếc và mình nhìn thấy cái đội ngũ. Cái đấy offer rồi đúng không? Offer rồi không đóng deal được. Mà không đóng được deal thì mình cũng hy vọng là các bạn ấy là bắt đầu đến độ 9. Tức là cái tuổi các bạn đã trải nghiệm qua các công ty nước ngoài. Các bạn ấy đã bắt đầu ra lập nghiệp và lúc này đúng cái độ tuổi mà đang sung sức nhất. Thì là đấy là cái deal mà tôi đang thấy là tiếc nhất là mình không đóng được deal. Hưng thì tiếc cái nào? Tiếc em que không? Tôi nghĩ là trong không nói về cái chuyện tiếc nhưng mà tôi nghĩ là em que và Park Mi là hai startup mà có cái kỹ năng trình diễn về cái mô hình của mình tốt nhất. Rõ ràng, rành mạch, con số rất cụ thể và chính xác. Họ hiểu họ đang làm gì. Tôi không biết là anh Phú deal cái giấm gạo thủy tâm làm sao, nhưng mà nếu mà
Tại thời điểm phát sóng thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là tiếc cái deal đấy, không đầu tư, và cũng khá nhiều người là cũng chia sẻ với tôi là đấy là một cái deal rất là thú vị. Chúng em tới đây để kêu gọi đầu tư 3 tỷ đồng để đổi lấy 15% giá trị công ty Việt Firm. Chúng em mang tới đây hai sản phẩm là giấm gạo và hồ tiêu muối. Thực ra thì cái deal đấy là tôi mới Sắc Vương là đầu tư chung. Từ khi bọn tôi vào deal đi thì lại phải yêu cầu bạn ấy cấp cho bạn phần mềm để các bạn ấy phải record lại, phải ghi chép lại toàn bộ cái doanh số phát sinh trong một vài tháng. Thì thông qua đấy mình biết được cái doanh số thật. Trước đây là quản lý theo kiểu hộ gia đình, cứ ghi chép bằng sổ, bán được bao nhiêu thì gần như là không hạch toán, cũng không hạch toán đúng chi phí phát sinh, không hạch toán đúng doanh thu, ngay cả giá thành thì cũng chỉ là ước lượng lấy công làm lãi thì kiểu người trong gia đình làm, nên chính vì vậy nên không thể biết được thật lỗ lãi. Thì chính vì vậy nên trong cả tháng vừa rồi là chủ yếu là hướng dẫn các bạn ấy, rồi giờ đấy cấp cho phần mềm, có người hướng dẫn để nhập lại số liệu trong vòng một vài tháng để mình đánh giá lại đúng cái doanh thu và lỗ lãi, xong sau đó yêu cầu các bạn lập lại phương án kinh doanh và phương án đầu tư. Thế nhưng hiện nay là các bạn ấy cũng chưa có kinh nghiệm để làm điều đó, nên thực sự mình mất rất nhiều thời gian. Anh cảm giác là họ có khả năng để làm không, hay là anh phải tuyển một người làm giùm họ? Thực ra là các bạn ấy thì nếu có người hướng dẫn thì có khả năng làm được đấy, nhưng mà các bạn ấy không, mà bản thân tôi bây giờ chỉ yêu cầu những cái cực kỳ đơn giản và không cần phải lập một phương án gì cầu kỳ, nghĩ nào viết ra như thế, miễn là nó cân bằng, nó khớp với nhau. Thì hy vọng là trong vòng 1-2 tháng nữa thì các bạn sẽ xong. Cái flip mà tôi đầu tư về thời trang ấy, thì nó có vấn đề liên quan đến phân phối. Thì nó có vấn đề về giao hàng. Thì tôi cũng có đề nghị các bạn ấy làm việc với cả bên Supership, là một trong cái startup mà anh Vương đầu tư, đúng không? Tôi là Lê Thanh Hoài, nhà sáng lập và là giám đốc điều hành tại Supership, biệt đội giao hàng siêu đẳng. Hôm nay tôi đến đây, tôi mong muốn tìm kiếm một nhà đầu tư có thể đồng hành cùng Supership với 10% cổ phần tương ứng với 2 tỷ đồng. Tôi nghĩ là cái này cũng rất là thú vị. Nếu chúng ta làm sao để kết nối được một cái network của các Shark Tank, Shark Tank Network hoặc Shark Tank Club. Ví dụ như các bạn mùa trước chia sẻ với các bạn mùa sau. Rồi các bạn có những cái mô hình nào mà nó có thể liên kết với nhau được, sử dụng sản phẩm lẫn nhau được, hoặc là liên kết được với nhau. Thế rồi lâu lâu chúng ta cũng có thể là gặp mặt để tổng kết xem là các bạn startup đã triển khai thế nào rồi, thành công thế nào, hoặc là thậm chí là có những cái khó khăn gì không thì các xã có thể chia sẻ. Có mấy cái deal mà tôi đóng deal là các em thực hiện lời khuyên của đồng chí Thảo Úm Ba La là cứ phải đi nhậu, nên là cứ ở Sài Gòn là thỉnh thoảng các em lại tổ chức đi nhậu lưu bang để các em quá trình biến cá mập thành cá kho. Có em Trang, em Que này, đồng chí Hoài của Supership này, Thảo Úm Ba La này đấy, mời Sắc Vương đi để kho. Nên nó cũng thành cái network, nhưng mà bước một nó mới chỉ là những cái network của những cái dự án tôi đầu tư thôi. Tức là cũng vui. Là cứ lần nào vào Sài Gòn là các startup cũng mời là hôm nay anh đi uống bia bọn em. Không, đầu tiên là hẹn gặp làm việc. Lúc mời thì mời là hẹn gặp làm việc, nhưng mà khi bắt đầu vào thì thôi anh em uống bia đã. Uống bia đã xong rồi chia sẻ đủ các thứ vui vẻ rồi, xong sau đó thì thôi cái việc làm việc để mai nhé. Nhưng mà lý do gì mà Linh lại tham gia cái Shark Tank này? Linh hả? Đầu tiên là Linh rất là đam mê Shark Tank bên Mỹ. Linh rất là thích cái chương trình đó, là đã xem từ tập mùa 1 tới giờ. Bây giờ họ có mười mấy tập mùa rồi. Thì Linh rất thích. Và lý do Linh thích là bởi vì Linh rất là đam mê về kinh doanh. Khi mà Linh thường nếu mà Linh không có làm cái gì đó mà các bạn dòm vào Linh á, là trong đầu đang nghĩ về kinh doanh. Thì có mường tượng ra lúc sau khi tham gia tanh nó có làm thay đổi cuộc sống mình nào, có tính toán đến những chuyện này không? Thực sự Linh không có nghĩ về những cái chuyện mà sau đây sau khi phát sóng, bởi vì Linh chỉ thấy là đây là một cái gì mới để cho mình thử. Linh rất là thích thử những cái gì mới, và cũng là lần đầu tiên mà Linh nói tiếng Việt trong một cái cộng đồng lớn như vậy. Thì cũng hơi nervous. Lý do chính là bởi vì Linh thấy là đây cơ hội để mình giúp cộng đồng khởi nghiệp.
Và Linh, từ ngày mà Linh về Việt Nam tới giờ là Linh tập trung vào cộng đồng khởi nghiệp. Nhưng những cái khi mà nghĩ lại cái khả năng để ảnh hưởng số lượng người lớn là rất thấp. Linh cũng có đi trình bày gì đó, nhưng nó cũng không có khả năng lớn giống như là một chương trình truyền hình. Và cái lúc này là khi mà mình đổi qua nói tiếng Việt là mình sẽ cái thị trường nó sẽ rất lớn. Thì cái đó mà, và thị trường này là họ sẽ cần mình hỗ trợ nhiều hơn là những thị trường mà biết nói tiếng Anh. Đó là lý do chính. Nhưng nếu mà phân tích cho rõ thì Linh cũng phải nên đã tham gia sắp thành rồi. Hối tiếc. No. không có hối tiếc. Rất là vui đã được cơ hội để tham gia. Bởi vì bây giờ Linh thấy là Facebook của mình cũng đã tăng lên khá nhiều người. Đây là cơ hội để Linh có thể chia sẻ. Bởi vì khi mình post về những cái lời khuyên về kinh doanh gì đó thì cũng có người họ học hỏi một tí. Thế mà trong xác mình lại có ông bảo là may mà tôi không xài Facebook. Thực ra là có đúng không? Có nhưng mà không... Có nhưng không nuôi, nó không cho nó ăn. Không kết bạn, không ấy. Cũng để biết, theo dõi thôi. Thực ra tôi thì... ban đầu được mời tham gia tanh thì bản thân tôi rất là kiểu như cân nhắc mà không biết mình có nên tham gia không. Băn khoăn. Mình mới hỏi cô bé làm truyền thông bên mình, và theo em thì lên tham tanh thì mình có được cái gì không? Đấy, thì bạn ấy nói là chắc chắn là Sunhouse sẽ được. Vì đây là một chương trình nó rất hấp dẫn. Thực sự cá nhân mình thì mình không muốn tham gia Shark Tank. Thực sự ban đầu ấy, tức là cái cảm nhận ban đầu là mà lằng nhằng mất nhiều thời gian. Nhưng thực sự sau khi tham gia Shark Tank thì mình thấy là cái cá nhân mình cũng có nhiều cái được. Được tiếp xúc với các bạn trẻ, nó rất là nhiều năng lượng, rất nhiều ý tưởng. Mà nhiều cái thậm chí bạn nói mình còn không hiểu. Đầu tư 300 ngàn để học đấy. Tức là mình giật mình, tức là mình nghĩ rằng là mình biết nhiều. Nhưng thực sự đến khi tiếp xúc với các bạn trẻ thì rất nhiều lĩnh vực mình lờ mờ. Thì đấy là cái nó giúp cho mình có thêm năng lượng. Tuy nhiên cũng có một số cái thấy cảm thấy mất. Mất tự do. Mất tự do, tức là rất nhiều người biết mình. Và cứ phải để ý đúng không? Trước thì bản thân mình thì gần như không bao giờ vào Facebook hay Viber. Nhưng sau này thì bây giờ thấy cũng nhiều cái câu khi vào Facebook thấy cũng hay nên bây giờ bắt đầu kiểu như là dành thời gian hơn để xem Facebook, nhưng mình cũng chưa dám lộ diện. Thực sự là tôi thấy cái bất ngờ là đầu tiên ấy, cái trạng thái trước khi tham gia tay nghĩ rằng mọi người sẽ ít quan tâm. Tức là cái đối tượng quan tâm luôn, không ngờ là tất cả những đối tượng mình gặp, từ đi đánh gôn những bạn caddy hay là hội nghị khách hàng, thì con cháu của những cái khách đại lý của Sunhouse họ cũng rất quan tâm. Rồi các cái bạn trẻ từ sinh viên cho đến ấy gặp, thì có nghĩa là thực sự đất nước chúng ta đang có một cái trào lưu, tức là mọi người đang rất mong muốn làm cái gì đó. Thì đây là cái mà mình nghĩ là thực sự cái chương trình này nó đã mang lại cho một cái không khí đến việc là sáng lập ra một cái công việc kinh doanh gì đó, và ai họ cũng quan tâm tìm hiểu. Vậy thì làm sao chúng ta có thể nhân rộng được cái này ra, và đây cũng là một cái động lực để tôi có thể nghĩ là chắc có thể chương trình sáng thành tiếp theo năm tới sẽ tham gia tiếp, sẽ tiếp tục tham gia. Tôi bây giờ thấy tác dụng của nó đúng là cái đúng cái mong muốn, cái triết lý sống của mình đúng không? Tôi cũng như thế. Nó chỉ có cái là bây giờ tất nhiên mình đi đâu mọi người biết thì nó cũng dù sao nó cũng hơi mất tự do tí. Nhưng mà thôi, cái đấy thì tôi nghĩ chắc nó mình cũng có làm tôi điều gì. Cái điều đấy cũng là tốt thêm, bởi vì là mình tự nhiên mình lại phải chỉn chu hơn, sống nó phải đàng hoàng hơn. Đàng hoàng hơn. Kể cả những việc không đàng hoàng. Mình cũng phải làm nó đàng hoàng hơn. Người đàng hoàng mà. Đàng hoàng làm mọi việc đều phải đàng hoàng, kể cả những việc không đàng hoàng. Và có một cái được nữa như trước này. Và sau. Mình với gia đình với con cái thì nhiều khi rất ít giao tiếp, và mình cũng không hiểu của con mình nó nghĩ gì. Thế thì khi mình tham gia chương trình này thì con nó mới hiểu bố làm gì.
Chứ trước ngày là nghĩ ông bố mình chả biết gì cả. Thực ra là nghĩ từ đúng luôn. Nó trông bố là nó biết ngay là bố không hiểu đấy. Nó luôn luôn nó nghĩ là bố không hiểu gì về nó. Kiểu là nó nghĩ vì nó bản thân con mình nó không hiểu là mình đang làm gì cả. Tức là trước đây thì nó nghĩ rằng là bố chả có gì ngoài tiền. Hóa ra nó thấy là ngoài tiền bố cũng có nhiều thứ khác. Sau khi mình tham gia thì được rất nhiều cộng đồng bạn bè của chính cái giới trẻ nó mới nói về cái chương trình này. Đúng rồi. Thì chúng nó mới bắt đầu quay lại quan tâm và nó mới bắt đầu xem. Xem và nó mới bắt đầu nghe chứ ở trong gia đình trước là mình cứ nói là nó trốn. Thông qua chương trình này thì cũng quay lại dạy chính con mình. Đấy là cái mà tôi thấy là cái chương trình này nó đã mang lại một cái thay đổi. Vì nhiều khi chúng ta trong công việc anh em mình rất là bận đúng không ạ? Cuối cùng về nhà thì gần như là không có cái thời gian trao đổi với con cái, không có thời gian để truyền cho con những cái lý tưởng, những cái ý tưởng trong kinh doanh hay là tất cả những cái kinh nghiệm của mình. Vì thường là mình nói đến cái điều đó thì chúng nó không quan tâm. Chúng nó nghe bạn nhưng không bao giờ nghe bố mẹ. Nhưng khi được bạn nó thích ấy, thì nó mới bắt đầu nó mới quan tâm. Thì cái đấy là cái được mà tôi nghĩ là không biết nữa, mọi người như nào. Tết đi thì con cái nó cũng thích đi mình hơn. Trước là nó chuồn đâu mất. Nhiều lúc thấy cảm giác là giữa mình và con mình rất khó gần. Tức là khi kiểu nó có khoảng cách ấy. Lúc bé thì bây giờ ôm nó được, nhưng bây giờ lớn nó không cho ôm luôn. Tặng con iPhone con cho ôm cái. Điều ngay. Thông thường con người ta thiếu cái gì thì lại cần cái đó. Những cái đứa trẻ khác thì lại sinh trong gia đình bình thường, bố mẹ có nhiều thời gian quan tâm hơn thì nhưng lại cứ rất khát khao cái sự thành công. Đấy, thì nó lại rất quan tâm đến những người thành công để nó học. Đúng rồi. Đấy, nhưng con mình thì ngược lại, nó lại thấy rằng sự thành công bố là vô nghĩa. Không đem lại cái giá trị gì cho chúng nó cả. Bình thường, mặc định, thậm chí là nó còn có xu hướng là hơi chống lại vì là thấy bố bận quá. Đúng đúng. Nó thấy là bố suốt ngày đi công tác, suốt ngày bận rộn, suốt ngày không dành thời gian. Và không hiểu bố làm gì. Và nó chống lại cái việc đấy, nó thấy rằng là bố đi làm công ty, bố không đi giống như bạn nó là một cái gì đúng đó rồi. Làm nó bị thiệt thòi. Đúng đúng. Nó thấy bạn nó được cái này được kia, bố mẹ quan tâm ABC nhưng mà đưa đi chơi, đưa đi học, được. Nhưng đúng, thấy đúng. Bố là cứ vắng mặt triền miên. Nhưng mà khi có cái chương trình này nó bắt đầu tương tác thì nó mới hiểu ra là bạn nó cần cái gì, bạn nó muốn cái gì. Thì lúc đấy nó mới thấy rằng là nó đang có được những cái mà người khác, bạn nó không có. Thì khi đấy nó bắt đầu mới hiểu mình hơn. Không chỉ là con cái đâu mà có khi kể cả bố mẹ mình chẳng hạn, việc như thế nào. Làm ăn, kinh doanh đúng không? Kinh doanh nó thực ra không. Bố mẹ thì thường chả bao giờ hỏi. Không hỏi chi tiết, biết nó làm cái gì đó thôi chứ còn không biết rõ là nó đang làm cái gì. Đúng là chương trình này cũng là một cái mà làm cho những người thân của chúng ta hiểu về chúng ta hơn. Hiểu chúng ta hơn. Chứ không phải là cộng đồng startup bên Linh thì sao? Linh có thấy thế không? No. Gia đình của em và các bạn của Linh đó là cũng họ không hiểu luôn. Chứ mà sao không gắt gì nhau rồi. họ cần cái subtitle, họ nói ủa sao YouTube họ chưa ai thông dịch qua. Không, nhưng mà thực sự là thúc đẩy tinh thần kinh doanh ấy. Thì cái cộng đồng ở Mỹ nó cũng rất quan tâm. Hội du học sinh ở nước ngoài nó rất quan tâm đến chương trình này. Mình thấy đúng đấy, là du học sinh ở bên nước ngoài bay về đây xem nhiều. Mình thấy Hưng đi Paris là gặp các bạn bên đấy đúng không? Và chào sát phụ. Xin chụp ảnh ở ngay sân bay sát thủ. Nhưng mà nói chung là nhận ra đúng không? Nhận ra xác nhưng mà nhầm tên. Tôi thì đi đá banh. Đấy, thì trước đi đá thì bình thường thôi. Ví dụ chiều nhật thì đi đá cho nó khỏe thôi. Người ta bảo dân đá bóng ấy là dân hay bị văng tục. Cái môn nó hơi dễ kích động. Đúng. Đấy, nhất là cái lúc đang đá trên sân. Đấy, đá quả đẹp cũng văng tục, đá quả xấu cũng văng tục. Đấy. Mình mất tự nhiên. Mình cái câu chuyện này mới buồn cười này. Thì có mấy đứa bạn gái của con trai mình ấy. Có mấy đứa, chưa phải một đứa. Thì nó mới trêu bạn con mình là bây giờ nó xin mình đầu tư, nếu như mà thất bại thì nó xin về làm con dâu. Vì thường mình hay có cái chủ đề là nếu mà thất bại thì về làm cho mình, nhưng mà thôi nó xin về làm con dâu. Giả định anh đầu tư vào bọn em 4,5 tỷ này thì các em có cách gì để trả lại được anh nếu trong trường hợp cái dự án này thất bại không? Nếu không, nếu bần cùng quá thì 4 tỷ đó em sẽ làm việc cho anh trong vòng 5 năm. Anh chỉ nói đồng ý đầu tư cho em ngay lập tức theo cái đề xuất của em, được chưa ạ? Với điều kiện nếu em thất bại, em phải làm cho việc cho anh trong vòng 3 năm, nhận lương 5 triệu một tháng. Giả định xong năm em tiêu hết sạch tiền mà lại không còn tiền ở dự án em và phải đóng dự án. Yeah. Thì em sẽ phải làm việc cho anh trong vòng
2 năm không lương. Nếu mà sau này nó lỗ mà nó hết tiền của bọn anh thì em có chấp nhận về làm ở công ty anh không? À, dạ không ạ. Đấy đấy là anh hỏi hộ anh Phú không phải anh. Cơ dạ anh chưa ạ. Hỏi. Mùa sau sẽ hỏi đúng không? Mùa sau là biết sắc Phú có con trai lớn rồi thì hỏi. À, nếu mà anh đầu tư vào dự án của em mà thất bại thì em có chấp nhận về làm con dâu em. Linh ông xã có ủng hộ lên Shark Tank không? Ờ, rất ủng hộ. Ủng hộ đúng không? Rất ủng hộ. Anh ấy là người mà đã thuyết phục Linh để lên chương trình. Để lên. À, tại vì lúc đầu em cũng phân vân, cũng không dám. Sợ là các Shark lên đây là quá dữ và Linh thì tiếng Việt không cãi lại. Thì anh cũng rất là supportive, rất là ủng hộ. Vương thì có bao giờ bị vợ chất vấn là tại sao anh lại đầu tư vào cô này cô kia chưa? Có chứ. Hỏi nhiều chứ. Tại sao anh lại đầu tư vào cô ấy như nào cũng hỏi. Vợ tôi thì lại chia sẻ câu chuyện mà đáng nhẽ anh phải đầu tư vào trường hợp này trường hợp kia chứ, họ nghèo khổ mới cần đầu tư. Tại sao anh phải đầu tư vào hoa hậu mới cả những điều kiện. Thì mình mới trêu bảo thôi bây giờ anh là đàn ông, ở trong đầu tư thì khả năng thất bại nó cao lắm, đến 90%. Nên thôi thì anh không may anh mất tiền mà mấy chị em xinh đẹp thì người ta bảo thôi anh ngu là vì gái chứ không phải ngu vì không biết đầu tư. Để an ủi vợ như thế. Cái nào quan trọng hơn đúng không? Hưng thì thế nào? Có bị startup nào chặn lại? Rất nhiều. Ví dụ như là lỡ chuyến bay vì gặp fan xong rồi là chặn lại rồi chụp hình xong rồi mình để quên luôn, tức là để cái túi ra để chụp hình quên luôn, đi luôn. Cứ thế là xong rồi chụp hình đi thẳng. Xíu là lỡ máy bay may ra quay lại vẫn lấy được. Và có những cái trường hợp là các bạn ấy tiếp cận mình, tìm cách tiếp cận bằng được, tức là gửi tin nhắn rồi gọi điện rồi chờ đợi rồi chặn ở chỗ này chặn chỗ kia để gặp bằng được. Và có những bạn thì coi rằng là cái việc được gặp Shark để thực ra không phải là về hâm mộ đâu mà vì muốn chia sẻ cái ý tưởng kinh doanh. Cái đấy là chính. Thực sự là tôi thấy nó thú vị nhiều hơn. Đấy là một cái sự chia sẻ win-win. Tôi nghĩ là các bạn ấy cũng có thể nhận được những cái lời khuyên từ các Shark. Nhưng ngược lại thì như bản thân cá nhân tôi thì cũng nhận được những cái gợi ý cho chính bản thân công việc của mình cũng như là những cái ý tưởng kinh doanh nó nảy sinh. Tức là cái sự mà đam mê, cái sự mà khát khao khởi nghiệp của các bạn trẻ nó làm cho mình được là làm tươi mới lại cái công việc của mình. Và cho quay trở lại công việc của mình cũng cảm thấy nó có ý nghĩa và mình cũng thấy muốn làm gương cho các startup. Đúng không? Doanh nghiệp của mình rồi cá nhân mình cũng phải làm gương cho các startup và như vậy mình làm cho mọi thứ nó phải tốt lên. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái mà được rất nhiều cho bản thân chúng ta, cho các Shark khi tham gia chương trình này. Qua cái mùa 1 thì Linh thấy thế nào? Các startup cần phải cải thiện. Linh thấy nhất là về sản phẩm của họ. Sản phẩm. Tại vì đó là cái món chính. Mình đang bán cái gì và mình đã có chứng minh là có khách hàng chịu mua hay không. Cái điều quan trọng là họ phải đi qua, vượt qua cái giai đoạn mà đang thử nghiệm để khi mà họ tới cái bước mà vừa tới họ có thể tăng trưởng lên thì khi mình bỏ vốn vào thì mình mới giúp họ tăng lên được. Tôi nhận thấy là cái vấn đề lớn nhất của các startup của Việt Nam mình ấy là gần như là họ không chú trọng đến khâu ghi chép, hạch toán từ cái thủ tục pháp lý của công ty cho đến các sổ sách chứng từ để họ chứng minh được những cái điều họ nói. Chính vì vậy nên là gần như là không định giá được và làm cho cái quá trình nó diễn ra rất là dài. Gần như là phải làm lại toàn bộ hệ thống sổ sách xong rồi sau đó là cái kế hoạch kinh doanh ấy, để mở rộng khi nhận được vốn ấy, thì gần như là cũng rất là sơ sài và làm cho cái quá trình mà mình ra quyết định để rót vốn xuống là nó rất là khó khăn. Rất nhiều các startup mà đánh giá cái công ty của mình theo cảm tính. Cảm tính đấy. Tức là nó hoàn toàn bốc thuốc, tức là tôi cần bằng này tiền. Cái cần bằng bao nhiêu tiền để cho việc gì thì có vẻ như là các startup đều hình dung tương đối dễ. Cần 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ cho cái việc gì thì hầu hết các startup đều nói được tương đối chính xác là cái phương án sử dụng cái vốn huy động được để làm gì. Thế nhưng mà tại sao lại chỉ đổi với bằng đấy tỷ lệ cổ phần, đúng không? Thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và vì vậy cho nên là cái con số định giá nó sẽ bị sai lệch rất nhiều. Tức là họ nhầm lẫn là cái tiền cần để hoạt động kinh doanh cho họ. Đúng rồi. Chứ họ không hình dung được cái giá trị công ty được tính như thế nào. Đấy là cái lo chính mà dẫn đến họ bảo tôi cần 10 tỷ, tôi cứ gọi 10 tỷ. Rất nhiều bạn cũng hay tự đưa cái giá trị vô hình lên rất là cao. Các bạn ấy cho rằng là các bạn ấy nắm giữ được những cái bí quyết này, bí quyết kia. Nhưng thực ra nó không hoàn toàn như vậy. Nó phụ thuộc vào
cái cảm nhận khách hàng, customer insight mới quan trọng. Comment nhiều nhất năm nay là so sánh thì hay so sánh của Shark Tank Việt Nam với lại của Mỹ. Là Shark Tank của Mỹ thì là các Shark ấy thì cái phần trăm vào công ty thì thường nó nhỏ hơn. Số tiền đầu tư cũng không phải là lớn. Đấy. Khi mình đầu tư vào thì những công ty bên Mỹ, các nhà sáng lập họ đã biết hoạt động và mình có thể đưa vốn vào và mình một quý mình gặp một lần. Rồi, rồi chỉ hướng dẫn họ khoảng 1 tiếng 2 tiếng là xong. Nhưng bên đây đa số những công ty là họ cần hướng dẫn rất nhiều. Đúng rồi. Thì cái thời gian mình bỏ vào thì nó cũng phải tương đương với cái tỷ lệ mình lấy được. Đúng là trong cái này nó vẫn phải có yếu tố thiên thần chút. Không thể hoàn toàn là nhìn vào cái báo cáo để nhất là ở Việt Nam đúng không? Ừ. Trước đây ông Steve Jobs khi ông trình bày một tiếng, anh đã tập 24 tiếng, 24 giờ để cho anh trình bày một tiếng. Các startup họ phải tập. Tôi cảm giác là họ bước vào cái chương trình đó họ chưa hề tập lần nào hết. Giống mình cũng bị hỏi tập nói tiếng Việt đấy, đúng không? Chính xác. chính xác mỗi lần Linh đi trình bày tiếng Việt là Linh đã tập cả tiếng á. Linh đứng trước mặt cái gương Linh ngồi đó đứng đó tập đó. Hay là chúng ta làm startup, là cái startup của chúng ta là tạo ra cái mô hình để huấn luyện các startup. Yes Linh chỉ ngồi đó lặp lại nói thêm lần nữa. Công ty huấn luyện và đào tạo startup. Shark Tank mùa thứ hai ấy, mùa 2018 nó sẽ có rất nhiều thay đổi, đặc biệt là cái lượng các bạn startup tham gia nó sẽ rất là đông. Vì vậy mà nếu mà chúng ta muốn chiến thắng và muốn đi vào cái vòng cuối cùng để có thể gọi được vốn thì chắc chắn là cái sự chuẩn bị của các bạn nó phải rất là tốt. Cái tội lớn nhất của chúng ta là cái tội là không biết mình đứng ở đâu, tức là định giá của mình nó bị sai. Sau khi định giá sai rồi thì bắt đầu vào chương trình thì lại còn gọi một cái số vốn rất là lớn, và cái luật chương trình thì nó ra rồi, cho nên là cái cần cải tiến nhất đối với các bạn startup của mùa thứ hai thì anh nghĩ là đấy là cái việc định giá công ty của mình và cái số vốn các bạn cần gọi. Tức là giai đoạn mà đầu để chuẩn bị để pitching lên chương trình thì các bạn cần phải học cách nói, cách thuyết trình các nhà đầu tư ngắn gọn, rõ ràng, chính xác. Và ngược lại ở phía ở nhà thì cần phải chuẩn bị những cái dữ liệu rất là rõ ràng, minh bạch và có thể kiểm tra được bất cứ lúc nào để đảm bảo cái lòng tin của nhà đầu tư, cũng như chuẩn bị một phương án kinh doanh, phương án giải ngân, cái số vốn gọi được một cách minh bạch, có những các cái milestone rõ ràng. Và chính như vậy thì các bạn sẽ giúp cho cái quá trình đầu tư hút gọi vốn của mình nhanh chóng, còn nếu không nó sẽ kéo rất là dài, có thể một quá trình đầu tư phải kéo dài hàng năm chưa chắc đã giải ngân được, thì cái đấy là sẽ lãng phí cái cơ hội cho các bạn. Linh xin nói cụ thể một tí là một công ty khởi nghiệp có, hoặc là một nhà sáng lập có thể làm như thế nào để cho thuyết phục nhà đầu tư cảm giác là họ là một nhà sáng lập mà đáng đầu tư vào. Thì giống như các Shark trước đây cũng đã nói là mình nên chuẩn bị, nhưng chuẩn bị là như thế nào? Trước tiên là các bạn nên ngồi xuống, giả sử là bạn là người đầu tư vào và ghi xuống hết tất cả những thông tin mà bạn sẽ hỏi người khác, rồi ghi xuống tất cả những câu trả lời, phải ghi ra từng chữ chứ đừng có ngồi đó suy nghĩ trong đầu, buộc phải ghi ra. Rồi sau đó học thuộc hết tất cả những cái bài viết, rồi sau đó kêu một người bạn hỏi mình lại những câu hỏi đó, rồi mình phải tập trả lời lại, rồi người bạn đó nên phải phản đối lại, mình trả lời một cái là họ phản đối lại mình. Rồi thì cái đó là một cách cơ bản nhất. Rồi sau khi mình được cái đó thì mình nên suy nghĩ sâu hơn nữa, những cái thống kê, những cái số liệu để mình thuộc hết tất cả những cái đó. Mình nên phải tập tới mức mà mình đi ngủ mình còn cũng phải chiêm bao về nó luôn. Tại đây là một câu hỏi rất là quý, bởi vì đó là một cách để cho mình rất là tăng quy mô cho công ty. Mặc dù nếu mà mình không có tiền đầu tư mình cũng có được cái quảng bá đó, thì các bạn nên đánh giá cơ hội này nặng hơn và bỏ ra thêm thời gian. Tại vì có nhiều lúc Linh thấy là có nhiều công ty lên trình bày cảm giác là họ chưa hề chuẩn bị luôn. Thì Linh khuyên là đừng có bỏ lơ cái câu hỏi này và nên bỏ ra thời gian để chuẩn bị. Những cái gì mà các bạn đang trình diễn ở trên cái trường quay của Shark Tank này, nó chính là thể hiện chính bản thân con người các bạn thông qua cái sản phẩm, thông qua cái mô hình kinh doanh. Và chúng ta phải luyện tập làm cho cái giá trị chính bản thân con người mình nó là một cái tài sản quý giá nhất khi mà các Shark ở đây ra quyết định đầu tư. Và bây giờ thì chương trình của Shark Tank mùa thứ hai đã bắt đầu chuẩn bị mở cửa để tiếp nhận hồ sơ. Tôi chúc cho tất cả các bạn startup Việt Nam, các bạn trẻ hãy tự tin, hãy đủ cái bản lĩnh
cũng như là dành cho cái chương trình Shark Tank này một cái sự đầu tư thích đáng, và mong gặp lại các bạn ở trong Shark Tank mùa thứ 2.